Thưa các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng một cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Dạ, em chào anh ạ. Vâng. Dạ, anh ơi, câu hỏi của em là em và em yêu một người bạn ạ. Vâng. Dạ, người bạn của em thì ở cùng phòng với một người bạn cùng quê nữa ạ. À, thế à. Dạ, một hôm em xuống phòng của bạn gái em chơi. Vâng. Thì em đi sinh nhật mấy người bạn về đến phòng thì... tức là đến bạn gái em tức là em có uống rượu, say rượu á. Vâng. Và thì bạn gái em hôm đấy lại đi không có mặt ở phòng. Vâng. Thì em mới ngủ lại ở phòng thì lúc đó là em cũng say lắm rồi. Vâng. Thì em cũng ngủ ở phòng thì nửa đêm tỉnh dậy thì lại thì ở bên cạnh cô bạn của người đấy á. À thế à. Tức là đây cũng không phải là em chủ động mà thực ra em say mà đó là người người bạn của người yêu em á. Vâng. Họ chủ động tấn công và dạy em thôi. Vâng. Dậy cho tỉnh dậy ra là em chẳng hiểu những cái chuyện gì đã xảy ra, là trên người cô cũng không có đồ, mà trên người em cũng không có đồ, và lúc đấy là bạn gái em, cô ấy em chẳng biết là có phải là bạn ấy điện cho người yêu em về hay là cô ấy vô tình mới về thì bắt gặp em. Bây giờ em giải thích kiểu gì thì bạn gái em cũng không chịu hiểu cho em. Tức là khi bạn tỉnh dậy thì bạn thấy bạn và cái cô bạn gái ở chung bạn phòng kia. Bạn của người yêu em tức là ở cùng phòng đấy ạ. Là cùng ở trên một cái giường. Dạ vâng, ở giường ạ. Và cả hai người lại không mặc quần áo. Dạ không ạ. Vâng, và bạn đã cố hết sức của mình để làm lành với cô người yêu của mình nhưng mà tất cả đều không thành đúng không? Dạ, cô ta không ạ. Tin tưởng ở bạn nữa. Anh Đinh dạ. Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Ờ chào em. Dạ em chào anh ạ. Em ơi, cái cô bạn mà ngủ chung giường với em với không mặc quần áo gì đấy dạ. Thì nói như thế nào với em về cái chuyện này? Họ thì họ bảo là họ yêu em. Ừ. Thì em thì em bảo là em yêu, chứ là người đấy là gọi người yêu em bằng chị, thì mà em bảo là em thừa biết tình cảm anh dành cho chị em, anh chẳng phải là người bắt cá hai tay. Ừ. Nhưng mà họ bảo là đấy, bây giờ nếu mà anh không, bây giờ anh đã ngủ với em rồi thì không là em sẽ đem chuyện này em nói với cả công ty của anh biết. Và từ hôm ấy đến nay thì chuyện đã lâu chưa? Dạ em xảy ra được hơn chục ngày rồi ạ. À, hơn chục ngày à? Từ hôm ấy dạ. Có gặp lại và có làm gì nữa không? Dạ từ hôm đấy thì là em không gặp lại người cái người bạn nữa, và em cũng tìm cách gặp lại người yêu em nhưng mà cô cũng tránh mặt em luôn. Rồi, rất là tránh mặt thì là chắc chắn rồi. À, việc em không có tình cảm với cái cô mà đã nằm chung giường ấy thì em cứ phải luôn luôn khẳng định không sợ cô ấy đe dọa. Bởi vì việc một cô gái mà chủ động rồi là như em đã nói đấy, cũng là một cô gái đáo để đúng không? Và chắc chắn là cô cũng không dạy gì cô đi cô ấy nói với cơ quan em. Bởi vì nếu nói với cơ quan thì cái người mà có lẽ là xấu hổ hay là đáng ngại chính là cô ấy chứ không phải em, đúng không? Cứ phải khẳng định là mình không có tình cảm gì. Thế còn với cái cô người yêu của em thì chắc chắn phải hết sức thông cảm với cô, rằng cô giận mới là đúng. Còn nếu cô vẫn cứ vui vẻ phớ lớ, vẫn cứ vui vẻ bình thường cười chứng kiến người yêu của mình như thế thì mới là đáng giận mình, đúng không? Em cứ tưởng tượng rằng nếu như một bữa nào đấy em lại đến phòng cô ấy mà em lại thấy có một anh chàng, dù anh ta có say rượu chăng nữa mà anh ta không mặc gì, anh nằm ở trên giường của cô, thì chắc là em, dù cô có giải thích kiểu gì chắc em cũng không tin được, đúng không? Vâng ạ, vâng ạ. Em cũng hiểu nhưng mà bây giờ là em làm thế nào để cho bạn gái, người yêu em hiểu là em không có tình cảm gì với cái cô bạn của bạn gái em, và em không phải là người đến để lợi dụng. Mà em bây giờ em gọi điện thì không nghe, nhưng mà bạn của em ấy, đồng nghiệp của em gọi điện thì cô ấy chỉ khóc suốt rồi. Ừ. Cô còn khóc, còn đau, còn sốc, chứng tỏ rằng cô còn tình cảm. Cho nên là, nhưng mà cũng phải để cho người ta thời gian nó nguôi cái việc này, việc nó quá lớn. Các cụ nói theo kiểu các cụ là chuyện tây đình, đúng không? Không thể đòi hỏi được một vài ngày người ta quên đi xong rồi bây giờ mình ấy được. Em kiên trì, và đặc biệt là thế này, không tìm cách chứng minh cái sự kiên trì của mình là một cái sự chứng minh tốt nhất. Và cũng phân tích, nếu như có điều kiện lúc nào đấy mà gặp dần dần cô ấy có thể chấp nhận gặp gỡ, thì phân tích rằng là một cái người mà ở bên cạnh ngủ với lại bản thân em này, sau đấy lại gọi điện báo tin, thì rõ ràng là phải có một âm mưu động cơ xấu, đúng không?
và mình mà lại kiểu như là bị sa vào bẫy của cái người mà đang tìm cách ly gián mình, hay là tạo cái mâu thuẫn giữa hai người, như vậy là bản thân mình thiệt thòi. Tuy nhiên thì phải có thời gian, và cũng không ai dám chắc chắn rằng là cô có thể tha thứ hay không. Cứ hy vọng rằng là cái sự kiên trì của em và tình yêu rất lớn của cô thì may ra mới có thể gọi là làm lành được, hoặc là giải quyết được cái vụ này nhá. Thế nhưng mà dù gì chăng nữa thì đúng là rút kinh nghiệm. Vâng, tôi thì hy vọng là cô người yêu của bạn sẽ nghe được những lời tâm sự chân thành của bạn trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, và cô ta sẽ tha thứ dần cho bạn. Alo, Hòa Bình đâu ạ? Alo ạ, tôi hỏi cha con trai với lại con dâu mà hai chúng nó muốn bỏ nhau mà nghĩ mà cũng thương cái cháu nội mà tôi cũng buồn nhiều lắm, chẳng biết làm thế nào. Rồi, thế là năm nay bà chị bao nhiêu tuổi đấy ạ? Tôi 53 tuổi, tôi là người khiếm thị. 53 tuổi, chị là người khiếm thị đúng không? Có một cậu con trai và đã lấy vợ rồi đúng không? Thế là con trai của chị, anh chị là bao nhiêu tuổi và lấy nhau lâu chưa? 22 tuổi ạ. 22 tuổi, tức là lấy nhau lâu chưa? Từ năm 2017. 2017 rồi. Thế làm sao chúng nó lại muốn bỏ nhau? Thế con trai thì nó bán hàng qua mạng ấy, thì lúc nào nó cũng phải dùng điện thoại, thế là vợ nó bảo là chê là bảo là lười lúc nào dùng điện thoại kiểu là mình không đi phụ hồ, không đi làm cái việc hùng hục, cái mà kiểu cái thằng này nó cũng không được khỏe, mà không làm được việc nặng ấy. bán hàng online thì phải dùng điện thoại và máy tính mà. Thế là vợ cảm thấy khó chịu đúng không? Vâng. Thế vợ cậu ta thì làm gì, con dâu của chị? Cậu cũng chẳng làm gì, trong con nó bị tim bẩm sinh mà khổ vất vả lắm. Tức là cũng chỉ mới có một đứa con thôi đúng không, con trai con gái vậy? Vâng, con gái ạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng. Rồi, xin chào chị. Vâng, chào Linh Toàn ạ. Vợ chồng con trai với con dâu nó có ở cùng với mình không? Có. Nhưng nhà này em cho nó ra ở riêng rồi. Rồi, cho nó ra ở riêng. Vâng. Này, thế cuộc sống riêng của mình có thu nhập bằng cái gì, mình nguồn sống của mình ra sao? Em có cái trợ cấp được khuyết tật ấy anh. À, mỗi tháng mấy trăm đấy đúng không? 540 ấy, xong em còn một cậu con trai nữa, năm nay mới 16 tuổi đấy. Ôi, lại còn một cậu nữa. Rồi. Không, cái đứa 16 tuổi thì nó đi làm. À thế ạ, à, chắc là cháu cũng nghỉ và đi làm sớm đúng không? Thế là hai mẹ con với nhau. Thế còn vợ chồng cái cậu kia thì cũng lấy vợ sớm quá nhở. Cô con dâu thì không làm ăn gì, đẻ đứa con thì cũng yếu sức khỏe nên ở nhà trông con, còn chồng thì bán hàng online. Cháu nó bán hàng có được không? Có. Ừ, thật ra thế này này, rất là nhiều người cho rằng là đi làm ấy, tức là cứ phải đi phụ hồ hay đi thợ xây hay là đi vân vân. Nên biết gọi là đi làm, mà không biết rằng thời đại mới này có rất nhiều những cái công việc mà trông rất sạch sẽ đấy. Ví dụ như là con trai nhà mình ấy là bán hàng online, rồi suốt ngày ôm điện thoại chat chít với người này, nhắn tin với người kia, báo giá cho người nọ. Không biết rằng là cái cô con dâu ấy cũng tuổi còn trẻ, là cô có hiểu biết gì không chứ cô ấy. Thật ra cái bán hàng online cũng là một cái một công việc mà nhiều người còn thu nhập cao từ cái đó ấy chứ, thậm chí là còn lôi kéo thêm cả vợ vào, chồng bán xong vợ thì sắp hàng cho chồng thì vừa đứng vừa giới thiệu vừa cầm điện thoại, vợ thì cũng làm người mẫu hay là để mà sử dụng cái đồ đó, ví dụ bán quần áo thì vợ là người mặc quần áo còn nhún nhún nhảy nhảy để cho chồng vân vân. Thế thì nó là một cái công việc mà phù hợp với lại sức khỏe, ví dụ con trai mình nói rằng không khỏe lắm á, thế rồi lại cần có thời gian gần vợ để chăm đứa con thì hình như cũng lại yếu đúng không? Vâng. Thật ra chắc là chúng nó còn trẻ, xong là vợ chồng nó cãi cọ nhau thôi chứ cũng không chứ, bỏ nhau để anh ạ. Thế thì thật ra để mà nói ra cụ thể tình hình ấy, sợ nhất là chúng nó còn trẻ con, nó cứ cãi nhau nay nó dằn mai nó dỗi, xong ngày kia nó lại làm lành, rồi nó lại đón nhau về nó ở. Mình là người ngoài cuộc, mình cứ nhìn thấy thế là kinh khủng, vì bây giờ chúng nó còn vợ chồng trẻ, nó hay chí chóe. Bà thì không dung túng, mà nếu con trai về nói rằng cãi nhau vợ xong con chán quá con về con ở với mẹ, thì mẹ phải nói rằng là con là bây giờ con phải nhớ con là người đàn ông đã có vợ đã trưởng thành, bên cạnh con là vợ con và con của con. Thế thì con vợ con nó nắm điều thì như thế nào nữa, chê rằng là mình không đi chịu đi làm thì phải giải thích cho vợ hiểu rằng đây này, anh bán hàng online đây này, tháng vừa rồi là được 12 triệu hay là 8 triệu hay 7 triệu đây này, chả còn hơn là nhiều người
người đi làm mà không có thế nọ thế kia, để cho vợ nó hiểu ra, thậm chí là hướng dẫn để lôi kéo vợ cùng phụ việc với chồng để phát triển cái công việc hiện tại để tăng thu nhập, để vợ hiểu hơn cái công việc của chồng thì để không cãi cọ nữa, và chính ổn định kinh tế cũng mới là cái cách mà làm chỗ dựa cho cái cháu mà tim bẩm sinh ấy chứ. Rồi, chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Hy vọng là chị sẽ khuyên nhủ con trai của mình cũng như con dâu của mình. Cảm ơn tôi chương trình được sự tình yêu. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hải Dương. Em cấy thai đôi ấy. À vâng. Thì em băn khoăn là liệu sao mình xâm xong mới toàn biết tìm có thứ thai ấy. À vâng. Hoặc là thai đã vào buồng tử cung ấy. Vâng, những câu hỏi của bạn thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn ạ. Xin mời chị ạ. Tôi chào bạn. Vâng, em chào chị. Em ơi, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 31 chị. Thế là em đi làm hỗ trợ sinh sản à? Vâng. Em làm ở đâu đây? Em làm ở Sản Nhi Quảng Ninh. À, Sản Nhi Quảng Ninh. Em chuyển phôi vào từ hôm nào? Em chuyển phôi từ hôm 18, thì hôm qua thì em đi xét nghiệm bên ta thì bác sĩ bảo là có rồi, thì dự kiến là 4 hôm nữa xuống kiểm tra, thì nói là kiểm tra cũng chưa, là nói là kiểm tra siêu âm có đủ thai hay không. Thì bác sĩ chưa giải thích cho em, thì em mới hỏi chương trình là liệu của em mấy tuần nữa thì để biết có túi thai ạ. Bây giờ trước thứ nhất là em đã theo cái chỗ bệnh viện ý, về hỗ trợ sinh sản ý, thì phải bám rất sát chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là trong khoảng 10 tuần đầu nhá. Cái thứ hai nữa là hiện bây giờ mà em đã làm xét nghiệm, đây mới là xét nghiệm máu thôi đúng không, chứ còn chưa làm xét nghiệm nước tiểu đúng không? Em làm xét nghiệm nước tiểu thì như nào? Em mới xét nghiệm máu thôi, còn chưa xét nghiệm nước tiểu chị ạ. Xét nghiệm máu thì HCG cũng đã tăng lên rồi so với bình thường rồi đúng không? Vâng. Thế thì sẽ cũng tạm là có hy vọng rồi. Thế khi mà đặt chuyển phôi ấy, thì người ta đã chuyển nó cũng vào buồng tử cung. Thế thì em cứ đợi ngày 18 của tháng 5 á hả? Vâng, mới đây tháng 5 đấy chị, giữa tháng 5 chị. Giữa tháng 5, thế và hiện nay có thể là nó đã vào trong, làm tổ trong buồng tử cung rồi. Cái đấy thì người ta xét nghiệm, rồi là siêu âm người ta sẽ trả lời cho mình được rõ mà. Em hỏi chương trình, em mới lần đầu ấy, thì các chương xem hay là đi đứng của mình như thế nào, vì họ ở đấy người ta lại không dặn. Thế em chuyển hai phôi cả. Vâng. Thế à? Hai phôi. Một lần này tốt hơn một lần, một mới là ba. À thế à? Thì chắc là lâu cũng mới làm, đâm ra thôi cố làm một lần luôn đúng không? Vâng. Em giờ mới kiểu hai vợ chồng nó nhau muộn, mới giờ mới cũng có chút kinh tế để làm lần đầu tiên nên em bơ em không biết. Thực ra thì em mới có 31 tuổi, cơ hội vẫn còn nhiều mà. Chứ nhiều người ta còn đặt chuyện làm hỗ trợ sinh sản khi mà tuổi còn cao hơn em nữa cơ. Nhưng mà tất nhiên là với những người tuổi càng thấp thì cái cơ hội nó sẽ tốt hơn. Thế thứ nhất là đầu tiên là tinh thần phải rất là thoải mái. Đừng căng thẳng quá và cũng đừng quá lo lắng về nó. Làm sao giữ một cái chế độ sinh hoạt nó vẫn bình thường. Cố gắng ăn ngủ cho nó tốt là được nhá. Thứ hai nữa là bác sĩ thì cũng vẫn khuyên là hạn chế vận động. Thế với lại không nên làm những việc nặng hoặc là những cái động tác mà nó ép nhiều vào cái thành bụng của mình ý. Đấy, thế rồi không quan hệ tình dục ở trong cái giai đoạn như thế này. Thế và chứ còn ăn uống thì em không có phải kiêng cái gì hết nha. Miễn là mình ăn nó phải đảm bảo được đủ các chất dinh dưỡng, và quan trọng là phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
đừng để cho bị ngộ độc hay là ăn những cái mà nó không tốt thì nó ảnh hưởng không phải chỉ có sức khỏe của giai đoạn này đâu mà bất kỳ lúc nào mình cũng phải hướng tới cái điều đấy. Nhưng mà cái chính là tinh thần phải rất là quan trọng nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hà. Vâng. Chúc mẹ con may mắn nha. Vâng, cảm ơn chương trình ạ. Vâng, chào bạn, chúc cho bạn có một sức khỏe thật tốt và mẹ khỏe con khỏe. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Thái Nguyên ạ. Em chào chị ạ. Tôi nghe đây, câu hỏi của bạn em là gì? Em muốn nhờ chương trình cho em một lời khuyên ạ. Vâng, bạn nói đi. Em có yêu một người ấy, tức là hai vợ chồng em đã lấy nhau được khoảng 10 năm rồi. Vâng. Nhưng mà vợ chồng em đã bỏ nhau ấy. Vâng ạ. Vâng, chia tay nhau được khoảng gần chục năm nay rồi. Thì sau lúc mà em đi nước ngoài về, ở nước ngoài ấy, thì là chồng em ở nhà có nhập nhằng mà lấy một người khác ấy chị. Vâng. Vâng, thì là sau lúc em về nước là hai vợ chồng em chia tay nhau ấy. Thì là bây giờ em có yêu một người, bây giờ anh ấy cũng có vợ ấy chị. Vâng. Anh ấy cũng có vợ mà nói chung là gia đình nhà chị ý, gia đình vợ của anh đấy cũng không có ngăn cản cái gì ở chúng em đến với nhau ấy. Mà vâng, chúng em đến với nhau cũng được 6-7 năm rồi. Thế vâng, nhưng mà có mỗi một điều là bố mẹ đẻ của em ấy chị, mới là vâng, các em của em ấy. Vâng. Nói chung là cứ chửi em, ngày ngày cứ chửi là không cho em đến với cái anh đã có vợ ấy. À thế ạ, tức là sự ngăn cản chính từ phía gia đình mình. Để làm thế nào, nhiều những đêm em khóc mà em thực sự là thiếu thốn cái tình cảm mà anh ấy thì bù đắp tình cảm mà anh em thắm cả hai bên ấy. Vâng, câu chuyện của bạn rất là đáng buồn vì bạn cũng đã có một lần chia tay và à, mình dường như là không còn tin vào cái tình cảm nữa. Tuy nhiên mà thì mẹ em thì lại muốn em lấy cái người mà chưa có gia đình. À, nhưng mà người chưa có gia đình ý chị ạ. Mà trong khi đó quá dạ. Vâng, gia đình bạn thì lại muốn bạn kết hôn với người chưa từng có gia đình bao giờ đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, tuy nhiên thì hoàn cảnh của mình, nhưng mà em thì em không yêu cái người mà chưa có gia đình ý, mà có một lần ý. Vâng, tôi hiểu rồi. Vâng, vâng. Nhưng mà vừa rồi thì bạn có nói là vợ của anh ấy thì lại hoàn toàn đồng ý. Tôi không hiểu vâng, là vợ vâng, là anh vâng, ấy đã ly hôn chưa ạ? Anh ấy không ly hôn mà anh ấy bảo là anh ấy là người đảng viên, thế anh ấy cứ sống cho hai người vợ cho đến già ấy. À thì ạ, vâng. À, trong phòng thu thì anh Đinh Đoàn từ nãy cũng đã nghe câu chuyện của bạn và bây giờ thì anh sẽ chia sẻ thêm với bạn. Xin mời anh ạ. Chào em. Vâng, em chào anh ạ. Mình là 30 mấy. Em 40 tuổi anh ạ. À 40. Hiện nay là ban nãy nói là sống 6-7 năm nay với cái anh mà có vợ ấy là tức là mình đi lại hay là sống với nhau thật như vợ chồng ở cùng nhà? Chúng em sống với nhau, nói chung là anh ấy thì anh ấy cũng không ở hẳn nhà em nhưng mà anh ấy cứ đi lại với em như vợ chồng ấy. Anh coi như làng xóm người ta cũng biết hết rồi, anh em trên nhà anh ấy cũng biết thì em cũng lên trên nhà anh ấy rồi chơi bời các thứ với chị anh. Ừ, thế xong rồi là mình cũng chơi cả với vợ anh ấy. Vâng, anh chị cũng xuống nhà em chơi rồi mà chị cũng gọi điện là xuống nấu cơm rồi các thứ, chị cũng không có cái gì ngăn cản đâu anh ạ. Ừ, cũng hơi lạ đấy. Vâng. Vì thực ra câu chuyện thì cái chuyện tình cảm, một trong những cái đặc điểm hay là cái bản chất của cái tình cảm đó là sự độc chiếm. Gọi là chả ai chịu chung chạ gì với nhau đâu, kể cả chị em ruột đi chăng nữa, mà chẳng hạn như mình có chồng, thế mà bảo chị gái của mình mà có 40-45 rồi mà đang cô đơn thì chẳng phải vì thế mà bảo là chị về đây chị ở với chồng em để thôi thì em xẻ cho chị một ít được. Cái này thậm chí những người già mà cũng còn rất là ghen tuông. Thế nhưng mà trường hợp mà bà xã của anh ấy tức là biết như thế này rồi mà không ghen tuông thì cũng lạ. Rất có thể một là anh ấy luôn luôn nói với gia đình rằng là ta chỉ đi lại với cô ấy thôi, thế còn thì sớm muộn rồi mai kia rồi già rồi về hưu thì ta lại về với mẹ con mày. Cũng chả mất cái gì, cô ấy cũng chẳng phải là vợ cho nên cũng chả được chia chác cái gì, cho nên là mà người phụ nữ kia thì là người đơn giản. Anh ạ, không em được nghe anh ấy bật điện thoại cho em mà nói với chị là kiểu ngày xưa chị cũng có một lần lầm lỗi mấy anh ấy, thì anh ấy tuyên bố thẳng với gia đình nhà anh ấy là anh ấy xác định là đi tìm một người vợ hai, anh không muốn một người vợ lăng nhăng như vợ anh ấy. Tức là không muốn một người thì vợ anh ấy cũng chẳng có cái quyền gì để mà ấy lên là chấp nhận đi anh. Rồi, tức là mình cũng có lỗi rồi, bây giờ thì anh ấy ăn miếng trả miếng. Anh ấy nghĩ rằng là mình bị phản bội, bây giờ ta cũng đi ta ở một người khác để cho nó đỡ thiệt. Và chị kia thì cũng chẳng dám nói năng gì bởi vì bản thân mình cũng đã có một từng lầm lỗi. Về nghĩa là bằng mặt chứ chẳng bằng lòng đâu. Uất lắm, hận lắm, cay lắm. Bây giờ trời mưa trời gió rét thế này mà thấy chồng không ở nhà thì nghĩ ngay là
chắc là lão lại đang ôm cô kia ở chỗ kia chỗ nọ, xót lắm. Thế nhưng mà vì há miệng mắc quai, thế và cái người mà há miệng mắc quai như thế thì cũng rất là khổ, chứ còn không phải nói là vui vẻ chấp nhận được. Về người ở bên ngoài như là bố mẹ em hoặc là anh chị em nói thì thật sự là đúng, nhưng mình là người trong cuộc, mình đang rất là yêu thương, mình đã lỡ dở một lần, nay gặp được một người mà nó rất là hòa hợp thì mình không muốn mất, dù không biết là mai sau nó thế nào, nhưng trước mắt thì đang rất là gọi là tạm gọi là êm đềm hạnh phúc, đúng không? Thế cho nên không thể bỏ được. Nhưng mà mình cứ tưởng tượng thế này, mình 40, 45, thế xong rồi các thứ nó cũng sa sút đi, sức khỏe chẳng được như xưa, cũng chẳng đèo bòng làm gì, anh ấy đương nhiên anh sẽ về với vợ với con anh ấy. Mình cũng chả kiện cáo được rằng là anh ở với tôi đến 12 năm nay anh lại bỏ rơi à. Tức là cuộc sống của mình nó rất là bấp bênh. Và đến lúc ấy mình, khi mà mình đã gắn bó rất lâu rồi mà mới dứt ấy, thì nó lại càng cay đắng hơn, bởi vì lúc ấy mình đã quá cái tuổi để mà có thể bắt đầu lại một cái mối quan hệ mới. Thành ra mình lại cứ phải như là người van lại xin xỏ, rồi tìm mọi cách để mà nịnh anh ấy, để mà một tuần tuần anh xuống với mình một lần. Thế thì luôn luôn sống ở trong một cái trạng thái rất là bấp bênh. Giá như đừng có trông đợi quá nhiều vào mối quan hệ này. Mình cô đơn, mình cũng có cuộc sống riêng, chia sẻ với nhau phần nào thì chia sẻ, chứ đừng coi đây là một mối quan hệ đàng hoàng, hay là một mối quan hệ vợ chồng, hay là một mối quan hệ được ủng hộ. Thế còn thì trong cái hoàn cảnh của mình mà bố mẹ nói rằng muốn mình lấy một người đàn ông không có ràng buộc gì, thì như thế thì sẽ là ổn định. Nhưng mà vì mình nói là mình không có tình yêu, không cảm xúc, mình chưa mở lòng, cho nên mình chẳng hiểu rằng là mình nói đến là anh, tại vì là người này này anh này, nhưng mà có những lần đó thì em cũng kiểu như là ở bên em đó thì người ta kiểu cũng là em cũng thích đây, nhưng người ta cũng cưỡng ép em ấy anh. Thế nhưng mà thực ra là làm sao ấy mà em có gia đình rồi nên em hiểu về cái chuyện là quan hệ ấy anh. Thế nhưng mà người ta không hề hề làm được một bổn phận của người đàn ông ấy anh. Rồi cái anh mà nói rằng là chưa có vợ đấy đúng không? Vâng ạ. Thì cũng không phải là mình đã tránh từ xa, mà cũng đã tạo cơ hội, nhưng mà nói chung là làm ăn nó chẳng ra làm sao. Vâng. Và mình thì tức là mà mình em hỏi là rồi, có phải rồi là bị có bệnh hay như thế nào không anh? Cái đấy thì cũng không đoán trước được, không ai có thể nói trước được. Ví dụ như là anh ấy phải kể cơ, anh ấy là người trong cuộc, chẳng hạn như anh ấy bệnh tật gì hay là làm sao. Nhưng rất có thể là anh ấy hồi hộp, anh ấy là dai, thôi thì chưa có vợ, kinh nghiệm nó chưa có, lại ở bên cạnh một người phụ nữ cũng đã từng nôm na cứ gọi là có hai đời chồng, luôn luôn mặc cảm là mình mà không khéo là chẳng ra làm sao, rồi bị cô ấy coi thường, cô ấy coi khinh, thì cái tâm lý mà cứ vừa làm vừa run như thế nó cũng dẫn tới cái việc mà nó không có hiệu quả lắm. Thế còn thì chẳng biết đâu là sau này sống gần gũi với nhau thì nó lại cải thiện. Thôi như đã ngay từ ban đầu mà đã có không có cái hứng thú gì, không tạo ra được cảm xúc gì thì cũng không ép buộc, và cũng không nhất thiết là phải cái anh ấy trên đời anh không ấy. Kiểu như là bố mẹ em thì thích người đấy lắm ấy, nhưng mà em thì em cũng không yêu, nhưng mà nếu mà em bảo thử tạo cho một điều kiện đó xem có một cái tình cảm gì để đến với nhau không ấy. Nhưng mà cũng nói chung là cũng đi lại qua nhà em nhiều lần rồi, nhưng mà không lần nào là được kiểu như là làm một người đàn ông ấy anh. Không, anh đang nói rằng không có nghĩa rằng là mình là cứ phải chỉ có cái anh mà không làm gì ra hồn ấy. Mình còn những cơ hội khác. Nếu như mà không có người, anh chẳng, không phải trên đời chỉ có mỗi hai người đàn ông, một người có vợ và một người thì không biết làm ăn gì, đúng không? mình xác định là mà anh ơi, sao em chỉ yêu những người có vợ thế anh? Em bảo là cứ có khi là nhiều lúc em nghĩ em cứ bảo là em cứ sống như thế cho đến khi nào mà kể cả anh ấy có ở bên vợ cả chăng nữa thì em, con em nó cũng lớn rồi, em cũng chẳng nghĩ gì đi bước nữa anh.
Cho nên mình thấy nghĩ rằng là đang hạnh phúc được ngày nào hay ngày ấy, còn ngay cả sau này nếu như không được lâu dài thì mình cũng đành chấp nhận vì mình có con có cái rồi. Thế nhưng thực ra con người ta nó không phải chỉ có mong muốn như thế. Đến lúc mình 40-45 dở ra, lúc ấy sự cô đơn không phải là nặng đến cái chuyện là tình dục nữa, mà lại cần một cái sự có ai đó chia sẻ ấm áp, nhất là lúc con lại đơn lớn rồi, lại cần có một người đàn ông hay là người bố để mà gọi là trong gia đình làm cái chỗ nương tựa, thì lúc ấy mình không có nữa thì mình sẽ thua thiệt hơn. Cứ suy nghĩ kỹ đi, trước mắt thì không có vấn đề gì lắm. Thế nhưng mà cũng cuộc đời nó dạy chúng ta là cứ có phải có đôi ba phương án. Nếu như mở rộng mối quan hệ ra, gặp được một người đàn ông nào đó mà biết đâu còn hay hơn cả cái anh mà có vợ này, mà lại thấy anh lại không có ràng buộc gì, mình lại đàng hoàng một mình một ông, không có phải chung chạ chia sẻ gì, thì mình cũng chẳng tội gì mà cứ phải bấu víu lên cái chỗ này. Khi hiện nay mình cô đơn thì đôi khi chỉ một chút chia sẻ mình cũng thấy ấm áp. Thế nhưng mà nói thế chứ chỉ cần độ 3-4-5 ngày mà anh không xuống với mình, trong đầu mình cũng có lúc nào cũng phải ghen ghen chứ, đúng không? Chắc lại ở trên đấy, chắc lại mụ vợ nó lại không cho đi rồi, ví dụ như vậy. Không, em thì em không nghĩ là như vậy, mà em chỉ nghĩ là anh đi với người khác vậy. À ừ đấy, biết rằng là vợ người ta còn chẳng ghen, mà mình còn ghen là sợ anh đi với người khác. Vâng. Thế thì đấy, nó cũng là cái khổ. Dứt ngay lúc này thì khó đấy. Vì một mối quan hệ nó không phải như sợi dây mà cắt một cái nó đứt cho ngay. Mà rồi có khi còn nghiến răng chia tay 5 lần 3 lượt rồi cuối cùng lại tặc lưỡi lại nối lại là cái chuyện khá bình thường. Nhưng mà một mặt thì duy trì mối quan hệ này, nhưng một mặt thì phải tìm cho mình một cái con đường riêng. Kể cả nó muộn một chút nhưng nó đàng hoàng thì cũng cố gắng làm. Đừng dồn hết tâm sức vào một cái canh bạc mà mình biết rằng có thể thắng, có thể thua, mà hình như phần thua nhiều hơn nhé. Vâng, Cửa Sổ Tình Yêu cũng xin chúc bạn sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống và trong tình yêu. Alo, Vĩnh Phúc đâu ạ? Cửa Sổ Tình Yêu nhé. Vâng, xin chào bạn. Vâng, em chúc trước hết là các anh có một sức khỏe tuyệt vời và một gia đình thật hạnh phúc và mãi mãi luôn luôn được những lời nói chuyên gia của tâm lý học của Cửa Sổ Tình Yêu cho chúng em được nghe, và những lời khuyên để mời cho chúng em được một lời sự có nghĩa là quý mến đến các anh nhé. Vâng, rất là cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của bạn. Không biết bạn đang băn khoăn điều gì khi gọi đến chương trình Cửa Sổ Tình Yêu vậy? Vâng, em sinh năm 82 ấy. Em lấy chồng đầu tiên, em được một đứa con. Cháu học lớp 10 rồi. À thế em với ông xã, vâng, thế là hai vợ chồng em chia tay nhau. Vâng. Thế là em lại lấy chồng người thứ hai, ít hơn em 2 tuổi. Vâng. Thế là bây giờ ông xã em đi làm ấy, chẳng nghĩ gì đến vợ đến con. Em muốn gọi điện để Cửa Sổ Tình Yêu gặp anh Minh Đoàn cho em một lời khuyên. Bạn sinh năm 82, tức là 34 tuổi. Thế mà con đầu đã học lớp 10 rồi cơ. Vâng. Là 16 tuổi à? Vâng. Thế là 18 tuổi đã lấy chồng rồi. Vâng, chưa đầy 18 tuổi. Chưa đầy 18 tuổi đã lấy chồng rồi. Thế làm sao mà các bạn chia tay nhau vậy? Thật sự thì anh là em làm nghề cắt tóc. Em làm nghề cắt tóc, thế là nhiều người đến với em quá. Thế là ông xã đầu tiên em cứ tưởng là em là một người, có nghĩa là lắm người người ta ra tìm hiểu đến em, không tìm hiểu được, tạo nói là tìm hiểu được. Mà người ta lại, em không quý mến đến người ta lại cứ không quý mến đến em. Vâng. Vâng. Thế là bạn lấy chồng người chồng thứ hai là được mấy năm rồi? Em lấy được 4 năm rồi. 4 năm, và con nhỏ là được mấy tuổi rồi? Cháu được 4 tuổi. Ồ, thế con đầu là ở với bạn hay ở với bố nó? Ở với bố nó. À thế à. Rồi, anh Minh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi, anh chào em. Vâng, em chào anh Minh Đoàn. Ban nãy có nói rằng là lấy cái bạn thứ hai này thì bạn kém mình 2 tuổi. Vâng. Thế xong rồi có con, tôi lấy 4 năm thì đồng thời có con 4 tuổi rồi. Thế bây giờ bố đi làm ăn xa và chả quan tâm gì đến vợ con nữa. Vâng, và đi làm ấy, thật sự nhé anh, là chúng em cũng xây được một cái nhà. Xây được một cái nhà cấp 4 nó mới lên một tầng ấy. Thế là em đã sự sinh rất nhiều quá, bị ảnh hưởng dây thần kinh và não, tự nhiên lăn đùng ngã ngửa ra. Thế bây giờ em cứ lên nhà ông bà ngoại em ở, em không ở dưới nhà chồng em đâu. Làm sao em vừa nói, làm sao cái gì nó lăn đùng ngã ngửa? À, vậy em bị ảnh hưởng cái dây thần kinh ở não, bị nghĩ nhiều quá, vì là em chia tay, thế là em phải
có đứa con đầu, đấy là em cứ suy nghĩ nhiều quá nó bị ảnh hưởng cái dây thần kinh ở não á. Thế hả? Cái đấy là mình đoán thế hay là mình đi khám bác sĩ nói vậy? Em đi khám, em uống thuốc của bệnh viện ở dưới Hà Nội mình ấy. Vâng, em uống bệnh viện ở Bạch Mai, em nằm ở đấy tận hơn một tháng rồi. Em lại nằm của tỉnh bệnh viện tâm thần của tỉnh Vĩnh Phúc cũng hơn một tháng. Đấy, thế là bây giờ em vẫn uống thuốc hàng ngày. Trước kia thì em bị ngã đến nỗi mà em đập cả cằm xuống, chảy máu cả mồm, cả mũi, em chả biết gì đâu. Bây giờ thì em uống thuốc em cũng đỡ rồi, chỉ có mỗi ngã ra một tí xong em lại tỉnh luôn. Này thế bây giờ thì hai mẹ con là ở trên ông bà ngoại. Vâng, em ở trên nhà ông bà ngoại. Còn cái nhà mà vợ chồng làm được mà cấp 4 mà có chồng tăng lên một tí đấy thì là bỏ đấy không đúng không? Vâng, em bỏ đấy không, mà bây giờ bố mẹ chồng em thì cứ nuôi chó nuôi mèo ở chỗ đống nhà em ạ. À, tức là mình làm nhà ngay cạnh nhà bố mẹ chồng. Vâng, lại ở ngay đằng trên đằng dưới. Này, cái hồi mà lấy bố nó ấy, thì gia đình nhà chồng có gọi là ưng bụng lắm không hay là vì... Riêng anh Minh Đoàn, nói thật sự với anh, phải biết là em là một người đây có số máy này của em, không bao giờ em bỏ một chủ nhật nào em nghe. Mà riêng anh chẳng câu nói đúng là trên cả tuyệt vời. Lúc em yêu chồng em, mẹ thật sự với anh, em ước mỗi bố mẹ đẻ em. Đá em vừa chia tay với ông xã em đầu tiên, thế là em vừa chia tay được vừa có thời gian em cầm bản trích lục đấy, thế là em lại đi lấy chồng luôn. Thế là em lấy thì mẹ em lại còn nói em, à, mày phải tìm hiểu cho nó kỹ, thì mày phải liệu cho nó cẩn thận thì mới xác định việc lấy. Thế là em lấy thì người ta cũng tìm hiểu về gia đình nhà em. Thật sự nhà anh một điều, bố mẹ em cũng đẹp, đẹp về tuổi, mà các anh các chị cũng thế, đông người cứ lắm người quý mến quá, đâm ra cứ nghĩ về cái tình yêu bên ngoài nhiều quá, đâm ra cứ nghĩ say sưa về em, không quý mến em đâu. Vâng, em chào mẹ em bây giờ mẹ em cũng nhiều lúc mẹ em cũng không quý mến đến em. Không, là mẹ chồng em ấy. Bố nó đi làm ở đâu? Đắk Lắc hay làm ở Sài Gòn? Làm ở trên Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phúc. Ồ. Nhưng mà lại lừa cả em là làm ở tận Thanh Hóa, Nghệ An cơ. Thế hả? Nói, nhiều lúc về rồi mà lại còn về giấu cả em. Nghĩ gì đến em? Chồng em về 3 ngày hôm nay rồi chưa nằm với em một tí nào. Theo em đoán thì lý do vì đâu? Em đoán là lý do về chồng em đã có bồ đấy. Anh thì anh nghĩ thế này này. Cái chuyện bỏ thì dễ không ấy mà. Nhưng mà thực ra mình, em còn rất là trẻ cơ. Đúng rồi, em cảm ơn anh, đúng, em cảm ơn anh. Hai đứa con này với hai đời chồng bây giờ mình lại bỏ nữa thì tự nhiên mọi người sẽ nghĩ về mình rất xấu. Đúng. Thì trước giờ thì mình làm cái nghề cắt tóc, thì người ta cứ nghĩ rằng là khách đến là chỉ để tán tỉnh, nhưng thật ra đấy là công ăn việc làm chứ có phải ai đi tán tỉnh suốt ngày thì mình chết à. Người ta nghĩ rằng là mình bây giờ là đang cô đơn. Cho nên là chồng thì xa vắng, cho nên là thôi thì con trai, con gái, thậm chí con trai che trẻ nó cứ trêu ghẹo như thế. Nó nghĩ rằng mình đang khao khát thì được, chả được thì thôi, nó cứ ngỏ lời linh tinh. Bây giờ thế này này, về nguyên tắc là em và chồng em vẫn là vợ chồng. Cái nhà bố mẹ cho để làm, có tí đất để làm nhà ấy, vẫn là của hai vợ chồng làm nên. Về mình ở thì tự nhiên thì nó sẽ ấm cúng lên, nó sẽ sạch sẽ, quang quẻ lên. Thế và hai nữa là bố nó đi công tác ở xa như thế, không gửi tiền về, thì tức là từ trước giờ mỗi một mình cũng bươn trải, cũng lo lắng được cho con ăn uống tử tế học hành đúng không? Thì bây giờ cũng về đấy vẫn cứ duy trì cuộc sống như thế. Rồi bố nó, thứ nhất là nếu mà về với ông bà nội bên cạnh thì không thể là không về bên nhà mình. Thế còn thì nếu như bố nó nói rằng là phải chia tay hay là phải như thế nào thì mình cũng không phải là người đi ra đứng đường. Cái nhà này, cái đất này, đây là của con, đây là của vợ, các cái vấn đề mà về mặt quyền lợi cho đứa bé ấy mà. Thì mình không thể cứ, bây giờ mình còn trẻ, mình còn làm ăn được, thì mình còn nương tựa vào ông bà ngoại, chứ mình phải nghĩ tương lai dài dài một chút nữa. Nữa sức khỏe của mình nó không cho phép để mình tiếp tục cái công việc này. Thế rồi con ngày một lớn lên, nhu cầu của nó, tiền ăn, tiền học nó cũng khá, chứ không phải như bây giờ chỉ cần có cơm, có sữa là được. Em về đi, em về, nhất là cái dịp Tết đầu xuân thế này thì chẳng ai ta lôi nhau ra, ta cãi nhau cái lúc dịp Tết. Em cho con về này, thế rồi mang đồ lễ sang, vì bố mẹ có xích mích chứ còn con thì đâu có xích mích với bố, và cũng là phải gắn bó với ông bà nội. Cho bố mẹ em cứ không ạ.
mình không cần biết là người ta đối xử với mình thế nào về mình là con dâu, con mình là cháu nội, mình cứ làm đàng hoàng cho đủ nghĩa vụ đi. Thế xong rồi, đấy cũng là một cái lời mà để ví dụ sau này người ta nói với con trai người ta là đấy bây giờ thì thôi thì mày muốn đi đâu thì đi, là yêu ai thì yêu, như mẹ con nó ở nhà là cũng chịu khó, cũng ngày giỗ ngày Tết cũng sang bên này rồi, cũng qua lại giúp việc nọ việc kia, nhất là những dịp mà ông bà nội ấy có ốm đau gì đó, mình là cái người nhiệt tình săn sóc ở bên cạnh, người ta sẽ cảm động và người ta sẽ có một cái tác động nhất định. Còn hiện nay là người ta nói với con trai ta đấy, mày mang tiếng có vợ mình như không, vợ mày nó ôm quan bề ngoại rồi, thế là nó có coi mày ra cái gì đâu, đúng không? Mình muốn người ta yêu thương mình thì mình trao cái yêu thương ấy đi. Người ta đối xử với thế nào thì không biết, nhưng mà bản thân mình cứ phải đầy đặn đã thì rồi mình mới có lý mà nói được. Xin phép ông bà ngoại đưa con về sửa sang lại nhà cửa, quét dọn cho sạch sẽ, mẹ con ở với nhau và đi lại sang bên ông bà nội để cho không khí gia đình nó ấm cúng lên. Và khi một cái nhà nó là tổ ấm thì cũng là một cách để mà vời gọi cái người chồng về. Vâng, xin cảm ơn anh Đinh Đoàn. Xin chào bạn nhé. Chúc bạn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Câu hỏi của em là em muốn chương trình tư vấn cho em hai vấn đề ạ. Vấn đề đầu tiên là về con em ạ. Con trai em là cháu nó bị sưng viêm ở cái bộ phận sinh dục của cháu ạ. Cháu bị cách đây độ 6 năm rồi ạ. Em vẫn hỏi cháu là ngày trước là cháu nó bị là nó cũng đi chữa ở Hà Nội rồi ạ. Và em vẫn hỏi cháu là vì cái tương lai của cháu sau này nó sẽ có ảnh hưởng như nào không? Vâng, con trai của chị bị cách đây 6 năm mà khi đấy là cháu bao nhiêu tuổi và bây giờ thì tình trạng như thế nào ạ? Hồi đấy là cháu 22 tuổi ạ. Bây giờ tình trạng của cháu là hồi đấy là cháu nó bị nó sưng, xong nó một bên cái hàn cà của cháu lên một bên to một bên bé. Thì bây giờ em vẫn hỏi cháu là nó vẫn bảo là một bên to bên bé. Em hỏi là liệu có ảnh hưởng đến cái đường tương lai của con cái không? Thì nó bảo là không mẹ, con vẫn bình thường. Thì cháu bây giờ nó cũng chưa có vợ, nó có người yêu. Thì em vẫn lo cho cái đường tương lai của cháu. Thì em hỏi cháu thì cháu nó bảo là con vẫn bình thường, mẹ không phải lo đâu. Thì em cũng xin chương trình tư vấn cho em liệu sau này cái tương lai của cháu nó có ảnh hưởng không ạ? Và bây giờ thì mời chị sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Hoàng Thúy Hải để xem bác sĩ có những cái tư vấn gì cho chị ạ. Năm nay con là 28 tuổi rồi em nhỉ? Vâng ạ, con năm 28 thế tuổi. Thế và cái lúc mà con bị cách đây 6 năm ấy thì chắc bị viêm tinh hoàn. Thế và bây giờ thì cũng hơi để lại di chứng một tí, tức là tinh hoàn nó một bên to một bên nhỏ đúng không? Vâng ạ. Tại vì là bình thường tinh hoàn thì hai bên nó cũng không đều nhau ấy. Thế cho nên là thực ra phải hỏi con thì mới biết rõ được là cái kích thước của nó như thế nào, để xem nó thực sự có phải là bị một bên bị teo so với bên kia hay không. Em có nói là em có hỏi con thì con bảo là mọi chuyện vẫn bình thường, đúng không? Tức là cái anh ấy cũng đã có bạn gái rồi. Thế và chắc là cái hoạt động của cơ quan sinh dục thì nó không có vấn đề gì. Anh ấy vẫn có những cái ham muốn về tình dục. Thế cho nên là anh ấy nói với mẹ là anh ấy hoàn toàn bình thường. Năm ngoái cháu cũng đi khám ở bệnh viện Hà Nội thì cháu nó có vẻ đi, em có hỏi cháu là tình hình có ảnh hưởng đến tương lai sau này không, thì cháu nó nói là không, bác sĩ bảo con bình thường mẹ ạ. Thế thì tốt quá rồi, tức là con cũng đã có kiến thức rồi và con biết cách đi kiểm tra rồi, thế không phải lo nữa. Bây giờ động viên cho anh ý là anh ấy có bạn gái rồi thì xem các bạn ý mà đủ điều kiện thì có thể tiến tới hôn nhân được, thì mình sẽ để cho con nó kết hôn thì mọi chuyện nó sẽ suôn sẻ thôi mà nhé. Con nó đi kiểm tra được thì là tốt rồi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Phú Thọ. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Phú Thọ. Alo, tôi nghe đấy. Vâng, tôi đang nghe anh nói đi ạ. Tôi nhờ chị Nga tư vấn vợ chồng tôi. Tôi năm nay cũng hơn 50 tuổi rồi. Vâng. Chồng tôi trước đây là chúng tôi cũng lấy nhau được 20 năm thì vợ tôi bỏ đi Trung Quốc làm ăn, theo một thằng Trung Quốc bây giờ đi được tầm 8 năm. Vâng.
nhà con cái tôi nuôi ăn học trưởng thành hết rồi, bây giờ cô lại đòi về quay lại với tôi thì nhờ chúng ta tư vấn hộ tôi xem như thế nào. Tức là vợ anh bỏ đi 20 năm nay. Bỏ đi 10 năm, gần 10 năm. Gần 10 năm nay. Và cũng gá với cả một người đàn ông Trung Quốc để vợ chồng, đúng không? Rồi. Thế trong 8-10 năm như thế thì chị ý có liên lạc về nhà không? Có thăm con thăm cái lần nào không? Không có, vẫn liên lạc cho con cái rồi. Thế liên lạc với tôi thì tôi không nghe. Rồi, thế bên kia thì chị ý có con với cái người đàn ông ấy không? Có. À, cũng có con rồi. Thế bây giờ lý do nào mà chị lại muốn quay về? Lý do bây giờ tôi ở nhà tôi có hai đứa con, tôi nuôi trưởng thành, có vợ chồng hết rồi. Tôi bây giờ ra tôi một mình tôi ở nhà tôi lo cho các con thành đạt hết. Bây giờ lại thấy tôi sống cuộc sống đàng hoàng, giờ cô lại muốn quay về với tôi. À thế à, chứ không phải là anh gọi về à? Không. Rồi, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng, chào anh. Anh nói là dừng vợ gả chồng cho các cháu, thứ nhà anh bây giờ là con trai con gái mà lấy vợ ấy chồng hết rồi đấy. Bây giờ mình lên ông nội ông ngoại chưa? Lên hết rồi anh ạ. À thế ạ. Sức khỏe thế nào, anh có còn đi làm không hay anh ở nhà trông cháu? Em vẫn đi làm, bây giờ em ở đi làm ở Hà Nội mà vẫn đi xây dựng. À thế hả? Bây giờ là chị về rồi, chị đang ở nhà anh hay là anh chị ở nhà bố mẹ đẻ chị hay là chị thuê nhà ở ngoài? Bây giờ nói chung là cô ấy về trên nhà tôi rồi, nhưng mà tôi chưa về, tôi vẫn làm dưới xây dựng dưới Hà Nội. À, tức là về nhà anh. Về được 20 hôm nay rồi là tôi không về, tôi cũng chẳng liên lạc. Ngày chị đi là do bị lừa bán đi Trung Quốc hay có người nào môi giới là đi làm việc hay là chị chán? Có người môi giới đi làm ăn. Bây giờ chị đã về nhà này, trên trong cái thời gian mà bình thường mà người vợ mà bỏ đi rất lâu thì người chồng ở nhà sẽ tìm đòi mời gọi về, mà không được thì người chồng sẽ tuyên bố là mất tích hoặc là làm những thủ tục ly hôn thì mới không còn là vợ chồng. Còn chị ấy và vẫn liên lạc về với các con, dù liên lạc với anh không nói chuyện, mà dù có đi 10 năm nay quay về thì trên về mặt pháp luật thì anh chị vẫn là vợ chồng. Thế và anh cũng chẳng về để đuổi được chị đi khỏi cái nhà của mình đâu. Thế cho nên là mà anh cứ ở Hà Nội anh tránh mãi thì không biết tránh đến bao giờ. Có lẽ phải đối mặt với thực tế đi. Anh về anh họp gia đình, xin ý kiến các con, trao đổi với cô ấy cũng như là anh em bên nội bên ngoại xem thực tế tình hình thế nào. Nếu như mà tiếp tục được thì tiếp tục, nếu không thì anh cũng phải có cái hướng giải quyết về mặt pháp luật, là tôi không thể chấp nhận một người phụ nữ đang nuôi con lại bỏ đi, xong lại ở với người đàn ông khác, nay lại thấy con cái trưởng thành lại trở về, thì không thể chấp nhận được, thì anh phải có cái thủ tục ly hôn. Còn anh cứ nhùng nhằng thế này thì người ta vẫn chỉ nghĩ rằng vợ chồng anh đang giận nhau và cô ấy vẫn là vợ anh, về mặt pháp lý, về nhà đất, về tài sản vân vân vẫn cứ là của hai vợ chồng anh ạ. Tài sản thì tôi trước khi về vợ tôi về là tôi, con trai tôi trưởng thành ấy, tôi đưa sang cho nó hết. Nhưng mà cũng phải có những cái dứt điểm và phải đối mặt, dù nối lại được hay không nối lại thì mình cũng phải về và để được lắng nghe và có thêm những ý kiến của mọi người trong gia đình, đặc biệt là các con nó đã trưởng thành, chứ không tránh mãi được anh nhá. Vâng, anh đang nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ ạ. Hy vọng anh sẽ giải quyết được việc gia đình của mình lúc này. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, xin chào một bạn trẻ gọi đến từ Vĩnh Phúc. Alo, Vĩnh Phúc đâu ạ? Dạ. Vâng. Năm nay là 40 rồi. Một vợ và hai con. Vâng. Thế mà cái phần của cái quan hệ tình dục là đùa rồi, thì nó kéo nó khoảng tháng là không làm được cái nào ạ. À thế à? Vâng. Bạn năm nay mới có 40 tuổi và ham muốn tình dục là cảm thấy kém đúng không? Dạ vâng. Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ chia sẻ với bạn nhé. Có vất vả lắm không em ơi? Cuộc sống của mình ấy, hàng ngày ấy. Cuộc sống không vất vả bình thường ạ. Thế à? Sống cùng vợ con hay là đi công tác xa nhà? Sống cùng vợ con nhưng mà không làm được cái gì ạ. Này thế em để ý là con mình có ốm đau gì không, chẳng hạn như có bệnh tật gì liên quan đến tiểu đường, mỡ máu hay là thừa cân hay là rối loạn nhịp tim hay là tăng huyết áp gì không?
Huyết áp thì không ạ, thì sức khỏe thì cũng bình thường, vừa kiểm tra về rồi. Thế đúng à? Cân nặng thì nó cân đối, cao 1m75 mà nặng 68kg là cũng ổn ổn rồi. Rồi, cái cao cái nặng thì đôi khi chẳng quan trọng lắm, đấy nhiều cái anh gầy ngẳng nghèo. Thế nhưng mà cái món ấy thì lại rất là sung mãn, nó không phụ thuộc lắm vào cái thể trạng sức khỏe. Tuy nhiên em đã kiểm tra về tất cả những cái sức khỏe tổng thể và thấy là bình thường. Thì bây giờ để ý xem này, có bao giờ mà không phải ngủ cạnh vợ này, đêm nằm mơ hoặc là mình lại thấy cái dương vật của mình nó cương cứng lên không? Thi thoảng thì nó vẫn có, nhưng mà đến cái việc đó là cái quan hệ là mình bất lực rồi. Ví dụ như là trước lúc 38 tuổi thì vẫn còn rất là tốt, xong rồi đùng một cái để nó như thế, hay là trước đây trước 30 tuổi thì hăng hái, dần dần nó cứ giảm dần và cho đến nay 39 tuổi thì thấy nó nghỉ hẳn. Nó giảm dần từ 30 đến giờ, nó cứ giảm dần, 30 tuần một lần, giờ đây cái hàng tháng là cũng chả quan hệ là nào, cũng chả thấy nó thế nào cả. Rồi, chả thấy thế nào. Thật ra cái nỗi khổ lớn nhất đó là thèm muốn mà không được, chứ còn mình không có ham muốn thì chẳng làm thì cũng chẳng làm sao cả. Mình biết mình phân loại ra rằng là mình hỏng hẳn là do vấn đề thể chất, thể lý, bệnh lý hay chỉ là vấn đề tâm lý. Ví dụ như nhìn thấy những người phụ nữ khác trẻ hoặc những cô gái trẻ mà của mình nó lại lên tốt, lại có ham muốn say mê, nghĩa là không có vấn đề gì, hoặc là mình dùng tay mình tự kích thích mà nó lên được, nghĩa là nó không hỏng ở cái bộ máy mà nó hỏng ở cái đầu, hỏng ở cái cảm xúc của mình, chẳng hạn như là cho do nhàm chán hay do một cái ám ảnh nào đó. Vậy thì mình tự khám phá mình đi. Nếu người lạ rồi người khác vợ mà lại có ham muốn này, hoặc là tự tay mình kích thích mà nó lên được, nghĩa là mình không hỏng hóc, mình không bệnh tật gì, chỉ là về vấn đề cảm xúc. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải ở bên cạnh nhà anh đây cũng có thể chia sẻ với em thêm xem rằng là có vấn đề gì về hormone hay nội tiết hay là bệnh tật không nhá. Tôi cũng nghe toàn bộ câu chuyện của bạn với cả anh Đinh Đoàn rồi. Tôi thì tôi nghĩ là cho dù là như thế nào đi chăng nữa thì nếu như mà cái điều đó nó kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống của bạn, đúng không? Bây giờ nếu như có điều kiện ý, thì bạn nên đến đi khám ở chuyên khoa nam học đi nhá. Nhưng mà chuyên khoa nam học này thì bạn phải về Hà Nội, bạn lên khoa nam học của Bệnh viện Việt Đức. Thì các bác sĩ ở đấy sẽ phải khám cho bạn kỹ hơn về cái nam học của bạn. Ví dụ phải làm cho bạn xét nghiệm nội tiết tố sinh dục nam, sẽ phải siêu âm, sẽ phải kiểm tra toàn bộ cái cơ quan sinh dục của bạn xem nó có vấn đề gì bất thường hay không. Bởi vì thực sự một người 40 tuổi đúng là không mạnh mẽ như là 20, không ham muốn nhiều như là gần 30. Nhưng mới 40 tuổi mà đã có vấn đề về sức khỏe tình dục như vậy thì mình cũng không nên chủ quan. Bởi vì các cái bệnh học của nam khoa ấy thì đúng như anh Đoàn nói, tức là nó có thể xuất phát từ cơ quan sinh dục của bạn, tức là rối loạn của cơ quan sinh dục của bạn thì nó gây ảnh hưởng như vậy. Nhưng nó cũng có thể là hệ quả của một cái bệnh lý toàn thân khác. Ví dụ như là những cái người mà có bệnh lý về nội tiết, những người có bệnh lý về tim mạch, những người có bệnh lý về chuyển hóa, thì đôi khi nó chưa thể hiện cái bệnh lý ở cái đích đó mà nó lại biểu hiện bằng cái chất lượng quan hệ tình dục nó kém. Chính vì vậy để khám phát hiện những cái bệnh lý của nam khoa nó khá là phức tạp và cần phải làm nhiều xét nghiệm cũng như là chẩn đoán nhiều phương pháp thì mới tìm được. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của các chuyên gia chúng tôi rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Đồng Nai. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Đồng Nai. Alo. Vâng, tôi nghe đây ạ. Chào chị. Dạ. Xin được chào anh, câu hỏi của anh là gì ạ? Tôi có một đứa con gái sinh năm 97. Dạ. Mà nó có bạn trai của nó, bạn trai nó tới nhà chơi nó không chào hỏi gì tôi hết. À thế ạ, nhiều lần bạn trai của con gái đến mà cũng không chào hỏi anh. Dạ đúng rồi. Thường xuyên là như thế. Thường xuyên là như thế. À thế ạ, vâng. Là bố mà bạn trai của con gái đến nhà không chào hỏi, đúng là cũng rất là bực mình đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng.
Câu chuyện của anh sẽ được gửi tới anh Đức Nam là chuyên gia tư vấn của chương trình chúng tôi. Anh Nam sẽ chia sẻ thêm với anh nhé. Xin mời ạ. Dạ. Vâng, chào anh. Dạ, em chào anh. Vâng, anh ơi, thì cho hỏi anh thêm là anh có tất cả được mấy cháu rồi ạ? Dạ, một cô gái luôn. Cái cô bạn trai này, cái cô gái của anh có bạn trai này được bao lâu rồi anh? Dạ, một năm ạ. À, một năm rồi. Và trong vòng một năm này cậu đến thường xuyên không anh? Dạ, rất tỉnh tưởng. Và thế cái câu chuyện anh ấy không chào là ngay từ khi bắt đầu anh đến anh không chào hay là gần đây nó mới xảy ra hay là nó xảy ra khi nào ạ? Gần đây mới xảy ra. Gần đây nó mới xảy ra. Có nghĩ đến một cái nguyên nhân nào đó không? Hoặc là anh đã hỏi cậu ấy xem là vì sao không? Hay là mình kệ, nó không chào mình cũng không chào và kệ cho cái mối quan hệ hai bên nó rất là căng thẳng như thế à? Dạ, cậu không hỏi nữa. Thế điều gì khiến anh không hỏi là xem à cháu ơi thế tại sao cháu lại không chào chú chào bác nhỉ? Mặc dù là chú cũng chẳng anh có phản đối cái mối quan hệ này của hai bạn trẻ không? Có, nhưng mà mình nói thì vợ nói là kệ nó cho ông nói làm gì. Thế anh có đồng ý cái chuyện mà con anh yêu bạn trai này không? Tức là trước đây ấy, hay anh có đồng ý mối quan hệ này tại vì các bạn yêu nhau một năm rồi thì anh nghĩ sao về cái mối quan hệ này? Thì nó tới nhà nó chơi bình thường vậy đó. À, nó chơi bình thường thôi đúng không? Dạ. Thế hai bạn này chính thức yêu nhau không? Gọi là người yêu của nhau không? Hay là bạn trai này chỉ đến gọi là tán tỉnh con gái anh thôi? Thì nó là người yêu đó, tới à. Rồi nó cũng bận bài rủ đi chơi rồi đó. Thế thì bây giờ có lẽ là... anh cũng đã nói chuyện này với vợ anh, mới nói với vợ anh thôi, nhưng mà bây giờ có lẽ là mình cứ hỏi bạn ấy xem là vì sao nhỉ, gặp bạn ấy một cách rất là chân thành, mình cũng không việc gì phải cáu giận cả, tại vì trẻ con mà nhiều lúc trẻ con nó cũng có những cái suy nghĩ riêng của trẻ con. À, nhà không cho hỏi à? Thế nên mình tìm một cơ hội nào đó mình ngồi uống nước với cháu, cháu đến chơi thì bây giờ mình uống nước với cháu và mình hỏi xem là à, hoặc là thế này, hay là anh thử chào cháu trước. Cháu đến thì mình chào cháu xem cháu phản ứng thế nào. Biết đâu một cái lời chào của mình nó lại cởi mở được cái mối hiềm khích nào đó giữa hai người. Cái lúc mình cũng có hỏi nó cũng không, cũng bình thường. À, cũng bình thường, tức là bạn ấy có chào hỏi lại không ạ? Không. À, thế bây giờ mình sẽ hỏi nó, bữa nay con không gì làm à? Nó cũng trả lời tổng tổng vậy không? Chứ nó không trả lời như thế. À, thế thì có lẽ là nó có những cái hiểu lầm nào đó giữa hai người hoặc có một cái mâu thuẫn nào đó xảy ra mà có thể là anh cũng chưa nghĩ đến. Thế thì cách duy nhất để giải quyết nó bây giờ là hai người gặp nhau nói chuyện một cách rất là thẳng thắn với nhau. Anh cũng không phải mình cũng bình thường nhỉ. Lúc nãy đang nói dở là trẻ con mà nhiều lúc cũng có những cái suy nghĩ khác theo kiểu trẻ con. Mình là người lớn thì thôi mình cứ độ lượng. Mình nói chuyện với cháu là chú cũng rất là ủng hộ cái mối quan hệ của hai đứa thôi. Nếu như anh thực sự ủng hộ. Dạ. Và chú cũng muốn là con chú có những người bạn tốt và chú cũng rất là quý các cháu. Thế bây giờ nhưng mà chú thấy dạo gần đây là hình như là chú cháu mình hình như có vấn đề gì sao ấy. Chú chào cháu nhưng mà cháu cũng cái việc hai chú cháu mình nói chuyện nó không được vui vẻ. Thì cháu thấy có vấn đề gì hay không? Cũng không hiểu sao vợ anh lại không cho anh nói nhỉ, chắc hay là anh đã từng nói và hay là dọa nạt cậu ấy hay là nói gì không? Dạ không. À không à, mình cũng vẫn bình thường đúng không? Tại vì vợ là bênh con gái. À bênh là một chuyện đúng rồi, mình bênh con, nhưng mà bây giờ cái cậu bạn kia thì cũng mình cũng phải hỏi xem là lý do tại sao chứ. Mình đang bênh con tức là mình yêu con của mình thì mình cũng muốn là làm cho cái mối quan hệ của bạn bè xung quanh con mình nó tốt chứ đúng không? Mình cũng phải vui vẻ với bạn bè của con thì con là mới vui chứ. Thế mới bênh, thế mới là bênh con chứ. Thì anh ngày hôm tới đây cậu đến chơi thì anh thử dành thời gian hỏi thăm cậu ấy xem, hay bác cháu, chú cháu ngồi uống nước với nhau, hỏi vài câu chuyện về công việc, hay là trước mắt bây giờ anh gọi hỏi con gái mình trước nhé. Nếu mà mình không có cơ hội được gặp cậu kia thì thôi mình hỏi con gái mình xem là gái là bảo thủ kìa. À cũng bảo thủ như vậy, bố con cũng đang có vấn đề đúng không? Không giao tiếp, đang hơi có vấn đề một chút là không nói chuyện được với nhau. À thế thì có lẽ là bây giờ thế này, câu chuyện ở đây nó không phải là cậu con trai kia nữa rồi, cậu bạn trai kia nữa rồi. Mà vấn đề ở đây là bố và con gái. Thì cũng giống như cái câu chuyện giữa mình định làm với cậu con trai kìa, bây giờ mình làm với cô con gái của mình đi. Dành thời gian nào đó, dành một cái khoảng thời gian nhất định nào đó, bố con ngồi nói chuyện với nhau, bố kể chuyện của bố. Bố dạo này bố đang tự nhiên bố thấy buồn lắm, bố đang muốn nói chuyện với các con nhưng mà hình như bố đang không nói chuyện được với con. Hình như có vấn đề gì không? Con muốn bố làm gì hay là con đã thấy những điều gì mà bố không hài lòng? Mình lắng nghe con trước nha. Bây giờ mà hai bên đều cương lên, hai bên đều mà cho mình đúng thì câu chuyện nó sẽ chẳng đi đến đâu cả.
mình là người lớn thì mình độ lượng, mình nghe xem là con mình nó nghĩ gì, biết đâu mình có điều gì đó mà con mình thấy nó không phù hợp thì sao, có thể mình không nhận ra đâu. Thế thì dành thời gian nói chuyện với con anh nha, con gái. Thì đấy là câu chuyện là thế này, mỗi người có những cái quan điểm riêng. Thế nên là cái câu chuyện đây không phải là mình tranh ai bảo thủ nhiều hơn ai, mà bây giờ là giải pháp nó là như thế nào. Mình bàn với con là, con ơi thế bây giờ bố con mình không nói chuyện được với nhau thế làm thế nào? Bây giờ con nghĩ là bố phải làm thế nào đấy, mình phải lắng nghe con xem con muốn gì. Mình bây giờ mình cứ nghĩ là mình là bố, mình phải, bọn nó phải chào mình. Hoặc là mình là bố, mình có quyền quyết định, thì cái đấy nó cũng không phù hợp đâu ạ. Đúng không? Và mình phải lắng nghe con xem là cái mong muốn của con là gì, cái mong đợi của các bạn ấy là gì. Các bạn trẻ bây giờ các bạn ấy cũng có những cái suy nghĩ nó khác mình lắm, và mình cũng phải thay đổi để cho nó phù hợp với con trẻ bây giờ anh ạ. Vâng, và tôi cũng hy vọng rằng thông điệp của chuyên gia của chương trình đưa ra với anh đó là chia sẻ này, lắng nghe và thấu hiểu con, thì anh sẽ trở thành người bạn của con đấy ạ. Một lần nữa cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đức Nam ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi đến từ Bình Dương. Vâng. Chào chị ạ, chào tất cả mọi người ạ. Chào bạn. Dạ, em đang ở Bình Dương chị. Vâng. Trước đây ngày đi học thì em có quen một cô bạn gái ạ. Và chúng em đã yêu nhau. Sau này khi chúng em đi làm, khi em trở về quê ấy, thì phát hiện người bạn thân nhất của em đang tấn công cô bạn của em mà. Vâng. Lòng em chẳng biết làm thế nào bây giờ chị. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chúng tôi sẽ có những cái lời khuyên cho bạn. Xin mời anh. Ừ, em ơi, thế em làm sao mà em biết thằng bạn thân nó lại tấn công người yêu của mình? Dạ, trong một lần đi vào nhà bạn gái em chơi đâu mà. Ừ. Thì em bất gặp anh nhìn thấy người con trai và người gái đang ngồi gần nhau và trao nhau những món quà. À, biết đâu lại với tư cách là thằng bạn thân của người yêu. Dạ. Thế xong rồi sau đấy thì như thế nào? Đó thì từ lúc đó đến giờ thì em chẳng biết thế nào đấy. Em nhắn tin với bạn gái, hỏi của bạn gái thì cô nói chỉ là bình thường mà. Ừ. Em nói thì chuyện của chúng mình sẽ sao thì bạn gái đó thì bảo khó nói vậy. À, cô bảo khó nói quá hả? Thế này này, nếu mà về mặt lý đấy, thì một cô gái chưa có chồng, tức là chưa kết hôn, vâng, em hiểu. Thì ai có thể tán để mặc người ta quyền của người ta. Kể vâng. Cả tất nhiên nếu tử tế ra, bình thường ra thì nếu như đấy là người yêu của bản thân mình thì không nên đụng vào nữa, bởi vì không còn thiếu gì đối tượng khác, đúng không? Vâng. Anh bạn nên thì bạn anh không phạm luật, tuy nhiên thì có vẻ nếu mà gọi là không chơi không đẹp lắm. Vâng. Nhưng mình cũng lại không thể đến gặp cái anh bạn kia mà nói rằng là tao cấm mày, đúng không? Bạn của tôi à? Mà cái người quan trọng nhất ấy, gật đầu hay lắc đầu lại là cô bạn gái, đúng không? Đây cũng là một cái thời gian thử thách tình yêu. Em và cô yêu nhau xong em đi công tác xa, nhiều khi cô ở nhà đôi lúc cũng buồn. Thế rồi là lại có người bàn ra tán vào rằng là biết đâu cái thằng ấy nó vào trong ấy nó làm ăn, nó lại chả yêu mấy cô rồi. Mình lại cứ ở nhà trông chờ rồi mãi không thấy nó về nó cưới rồi vân vân. Tức là rất nhiều tác động làm cho cũng đã buồn. Lại cộng với việc lại có anh bạn thân cứ thỉnh thoảng lại đến chơi, tặng tí quà, lại chăm sóc. Thành ra nếu như mà không kiên định lập trường ấy thì cũng dễ lung lay tư tưởng và có những cái thay đổi không hay lắm, đúng không? Vâng, tức là bây giờ em chẳng biết mình có nên tiếp tục hay là mình nhường lại người bạn gái đó cho bạn thân của mình ấy. Mình nhường cũng không được mà mình giữ cũng không xong, bởi vì không phải là một cục đất để bảo là thôi tôi không lấy nữa, tôi cho anh cầm lấy. Vì đây là con người, nếu như em rút lui thì em cứ rút lui, hoặc là em thấy rằng đây là một cái điều rất là đáng tiếc, bởi vì mình cũng đã dành tình cảm cho rất thời gian rất là lâu. Thế và đây cũng chỉ là mới nhìn thấy người ta ngồi cạnh nhau trao món quà chứ đã có cái gì ghê gớm. Và đặc biệt là chính cô
người yêu cũng đã thanh minh rằng chưa có vấn đề gì, mình cần thời gian hơn, và cơ bản nhất là mình đừng có gây sự gì với cái anh bạn kia. Mình chỉ từ xa mình tâm sự với người yêu, mình tỏ ra quan tâm hơn, thậm chí mình nói rằng mình buồn như thế nào, thất vọng như thế nào khi mà gặp cái cảnh ấy, mặc dù rất là tin nhau nhưng mà cũng đôi lúc cũng thấy thế nọ thế kia, để cho cô thấy rằng là mình thương yêu cô cho nên mới có cái sự ghen tuông như thế. Thế và mình cũng vạch ra một cái kế hoạch cho tương lai, nếu như mà các em cũng đã tuổi cũng tạm tạm rồi, trưởng thành rồi, nếu chưa cưới được nhau ngay thì cũng phải nói rằng là anh biết rằng em cũng rất là khổ, rất là cô đơn, con gái cũng mong muốn có người yêu thì phải được cái sự quan tâm chăm sóc, nhưng mà vì hoàn cảnh anh phải đi làm xa, thế rồi là em cũng phải có cái kế hoạch, chẳng hạn như là cuối năm tới thì anh dự định về là sẽ sang bên nhà em làm cái việc A việc B xong tiến tiến, tức là người ta con gái người ta cũng phải mong muốn là nhìn thấy là liệu anh có cưới mình không, hoặc là bao giờ cưới, chứ còn cứ yêu mà để đấy không rồi không chăm sóc gì đấy thì người ta cũng bị tác động tư tưởng lắm, đúng không? Như vậy theo anh thì khi em gặp người bạn thân của em có nên nói chuyện cô ấy không ạ? Bạn vô cùng khó khăn, chẳng hiểu là em có cái cách gì hay, chứ còn ví dụ như anh bảo gặp này, nghiêm cấm là mày không bao giờ được đến gặp riêng người yêu tao thì có thể là sau đấy mình sẽ mất luôn tình bạn. Thế còn thì cái người nhà mình mà cứng cỏi rồi, và anh kia anh dù có tấn công thế nào chăng nữa và cũng nói rằng là anh đừng đùa, em có người yêu rồi, anh em mình chỉ là bạn bè thôi, thì anh kia tấn công một hồi mà không được thì người ta cũng bỏ đi, đúng không? Củng cố cái tình cảm cho cái người nhà mình ấy, chứ không phải là đi gây sự với lại cái người mà ta cứ gọi tạm gọi là tình địch, đúng không? Vâng, hiểu rồi. Vâng, thôi em cảm ơn chương trình nhiều nha. Ừ, xin chào em nha. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Hy vọng rằng bạn và bạn gái của mình sẽ có một cái tình cảm tốt đẹp hơn.